Wow, xin chào bạn Ken nha. Wow, bạn Ken đây con có cái gì vậy? Đây là các bạn ơi, hôm nay bạn Ken có nguyên một cái... cái này gì nó chạy xuống nè. Đây, đây là một cái trò chơi lăn banh bằng gỗ nha. Rất là vui nha các bạn. Rồi, bây giờ bạn Ken sẽ... Dòng xe nữa hả? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi với bạn Ken là đây một cái máy. Đây một cái cậy đó, cái cậy để mình là chơi lăn banh nè. Ở đây mình có 5 trái banh nè. Trái banh này màu gì vậy bạn Ken? Banh này màu gì con? Màu vàng hả? Rồi một chút mình chơi cái xe móc này với bạn Ken nha. Rồi trái banh này màu gì? Rồi mình thả thử trái banh này vô nha các bạn. Rồi Ken con thả trái banh này lên đi. Đây bạn Ken sẽ thả trái banh màu vàng nha. Cho nó tuột xuống. Đó nó tuột vậy đó. Rồi con qua đây bỏ nè. Rồi bạn Ken thả trái banh màu đỏ nha. Đây còn hai trái banh nữa màu xanh với màu xanh nước biển luôn. Wow. Đây là trò chơi lăn banh. Nó rất là đơn giản nhưng mà cũng vui lắm các bạn. Đó thấy chưa. Và cái chơi này là kích thích tính tò mò của các bạn nhỏ nha. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ thả một lần hai trái banh nha. Hai trái banh luôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình qua chiếc xe đây. Các bạn ơi, hôm nay bạn Ken có thêm một cái chiếc xe này nữa. Xe này là xe gì vậy bạn Ken? À xe chở hàng hả? Đâu xe này là xe vừa công cụ và vừa chở ra đi con. Vừa cần cẩu móc và vừa chuyên hàng luôn á các bạn. Thôi mạnh ra. Bà dịnh cho con dỡ xe lên. Rồi dỡ lên. Hai tay mạnh lên. Rồi ra rồi. Đây nè các bạn ơi. Wow, xe này cũng có bộ điều khiển này nha các bạn. Đây bằng pin hết á. Rồi bạn Ken, đây bấm lên nhỏ đèn nè. Con bắt bộ điều khiển lên cho các bạn xem. Mở đèn hả? Đây. Đây nè các bạn ơi. Đây này các bạn, đây cũng là một xe điều khiển nha. Đó. Xe này nó cũng giống như cái xe điều khiển mà bằng chạy qua chạy lại được luôn nè. Đó, này là xe vòng tròn nha. Cái này con lại con bấm giùm ba đi. Con bấm hai phím lên á, hai nút lên là nó mới chạy thẳng được hai cái lượt nha. Hai cái lên một lượt luôn. Đó. Rồi giơ lui lại. Dứt rồi hả? Rồi giơ lui lại. Gạt ngược sao nha. Đúng rồi. Wow, rồi bây giờ mình gắn cây móc vô nha. Cây móc lên cho bạn Ken đi móc đồ nha. Đây nè các bạn, đây mình gắn cái đồ móc vô đây nè. Xe móc xe này mà. Móc xe đúng này. Rồi xe này nó có hai chức năng luôn, một xe đỡ và một xe móc luôn. Rồi bỏ móc vô. Xe này móc xe này rồi. Giờ mình cho xe này đi móc. Xích dây ra luôn rồi hả? Rồi đây nè các bạn, gắn cây cẩu móc vô luôn rồi nè nha. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ móc cái xe này thử. Con móc ở dưới nè. Đó, vậy nó mới chạy được chứ. Rồi bấm điều khiển đi cho nó chạy thử. Rồi bấm điều khiển kìa. Cho nó kéo đi thử. Wow, cái gì vậy bạn Hiếu? Mới xin được đồ chơi. Wow, đâu đồ chơi gì hả? Nè. Ủa, đồ chơi gì đã chứ hả? Nhiều màu đẹp chứ hả? Wow, gỡ cho xem thử đi bạn Hiếu ơi. Ui, ship hình luôn kìa các bạn ơi. Ê, ship hình cái cầu xe luôn hả? Wow, có xe lửa nữa kìa. Nguyên công viên luôn nha. Rồi bây giờ bạn Hiếu sẽ mở ra chúng ta xem thử nha. Wow. Trời ơi các bạn ơi. Quả wow, mình tiếp cái gì đây? Xe lửa. Đây các bạn ơi. Đường ra xe lửa cầu. Cái này là mình tiếp là nguyên cái công viên luôn nè. Công viên ra xe lửa luôn nè. Quả wow. Có mấy thú con nữa. Rồi bây giờ ship đi bạn Hiếu ơi. Wow. Rồi bây giờ bạn Hiếu sẽ ship cái đường ray trước nè các bạn ơi. Wow.
đẹp quá à, cái đường ray bự quá. À cái này dễ ship dữ rồi ta. Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Hiếu đang ship một cái đường ray xe nha. Xong rồi hồi mình sẽ ráp cái xe lửa. Wow, đường ray bự chưa? Quá bự quá. Rồi lôi nó ra nghe, lôi ra ngồi cho cái xe chạy. Cái này biết có pin không ta ha? À cái này nó không có pin đâu. Cái này có pin tự chạy xíu ha. Wow, đây nè các bạn ơi, đây chiếc xe nè, hồi mình sẽ ra chiếc xe nha. Trời có khối, quá trời khối luôn. Đây một con ngựa. Đây. Các bạn lấy cái xe ra giùm mình đi, hồi mình ráp sao cho. Mình ráp cái đây cái gì đây ta? Wow, một con voi, hình xe con voi nè, đã ghê chưa? Bây giờ xong đường ray rồi nè, thấy không các bạn? Wow, xong đường ray rồi. Rồi mình ráp chiếc xe đi. Này để coi, mình sẽ ráp chiếc xe xong rồi cái mình mới ráp được mấy cái khối nhà nha các bạn. Đây bây giờ mình sẽ ráp chiếc xe này cho lên đường ray đi. Wow, cái này nè, bây giờ mới ráp cái này vô nữa. Banh cái này ra. À thì ra như vậy. À, cái đó là cái cầu á hả? Bắt đầu đã nè, bắt đầu giờ mình coi hình nha các bạn. Mình coi hình nha. Đó, rồi cái hồ nè. À cái này là cái gì ạ? Cái này là cái chầu chặn á, cái hàng rào chặn á, để cho mình ra vô á. Nè, nè, bên đây nha, bên đây có luôn nè, thấy không? Đó. Quá, có đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng luôn hả bạn Hiếu? Đây, đèn xanh đỏ đèn vàng nè, thấy không? Đó, có tín hiệu đèn giao thông luôn nè nha. Rồi bây giờ mình sẽ... Ráp cái này là cái gì đây? Ráp cái cổng hả? Chào đi, cái cổng chào nè nó. Rồi giờ ráp cái cổng chào vô các bạn ơi. Đẹp không? Rồi mình sẽ ráp thêm một kia. À một cái nhà ga này các bạn ơi. Đây một cái nhà ga. Đâu nhà ga đâu rồi? Đây, ý nhà ga hả? Ừ. Rồi bây giờ Hiếu sẽ ráp cái nhà ga lên nha. Qua wow, nhà ga có người giữ ga luôn nè các bạn ơi. Đó, có em bé đi ga. Đẹp không? Rồi cái thông. Qua wow, mình có một cái thông nè các bạn ơi. Đây cái thông này. Cái thông trang trí 3 màu, 4 màu luôn. Đá nè, đá cái thông, đá nè cái đá. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái gì tiếp đây ta? Quả mình làm chiếc xe đi bạn Hiếu ơi. Ráp chiếc xe đi. Xe lửa nè. Đây. Xe lửa này chứ đi ha. Rồi bây giờ bạn Hiếu sẽ ráp chiếc xe lửa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ráp một cái xe lửa. Gắn ông già xe lửa vô. Rồi gắn bánh xe vô nha. Quả cái này dễ ráp không bạn Hiếu? Không dễ lắm. Dễ lắm. Đây các bạn ơi, đồ chơi này rất là dễ ráp nha. Đó, mình gắn bánh xe vô rồi bỏ lên nè. Lên đường ray chạy thử. Từ từ thôi, một chiếc lên trước thôi. Rồi chơi vô ga tàu. Rồi bắt đầu chạy. Chưa. Còn con nghe. Voi nữa. Đâu à, có con voi nữa các bạn ơi, voi với con ngựa nữa. Đây mình sẽ con ngựa trước. Xe lửa chở thú nha. Rồi con ngựa với con voi.